Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Giới Laptop và mình là Thanh Vy. Đã qua ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20 tháng 3 rồi và hy vọng là các bạn cũng đã tìm thấy cho mình được hạnh phúc riêng. Nhưng mà nếu bạn vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc cho mình thì có lẽ hạnh phúc của các bạn nằm ở đây, ở những em laptop HP xịn sò này. Vì thế hãy cùng điểm qua list laptop hiệu năng mượt mà giá cả phải chăng đến từ nhà HP này nhé. Xem thử là có em nào hợp gu với bạn không. Let's go! Đầu tiên mà mình muốn đem đến với tất cả các bạn chính là em laptop HP 240G9i5. Một chiếc laptop văn phòng mà chắc chắn là nếu bạn là sinh viên hay là dân văn phòng thì sẽ khó lòng chối từ, bởi vì được trang bị bộ vi xử lý Intel Gen 12 tân tiến cùng với giá chỉ khoảng 17.290.000 mà thôi. Được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5-1235U cùng card tích hợp Intel UHD cũng đáp ứng đủ các nhu cầu về đồ họa như là chỉnh hiệu ứng cơ bản trên Photoshop, thiết kế slide trên PowerPoint và các tác vụ văn phòng khác. RAM 8GB giúp máy vận hành đa tác vụ mượt mà, có thể nâng cấp lên tới 16GB nếu bạn có nhu cầu là việc nặng. SSD 512GB cho bạn không gian lưu trữ thoải mái và tốc độ xử lý nhanh chóng. Nhưng nếu có nhu cầu lưu trữ nhiều ứng dụng hoặc tài liệu cỡ nặng thì bạn hoàn toàn có thể tháo ổ SSD trong máy để lắp thanh khác tối đa 1T, thỏa thích lưu trữ mà không lo hết dung lượng bộ nhớ. Đây là một em laptop văn phòng đúng chuẩn cho các bạn sinh viên và nhân viên văn phòng khi thực hiện cả ba nhu cầu cơ bản: làm việc, học tập, giải trí mà các bạn nên tham khảo. Em máy thứ hai mà mình muốn đem đến chính là laptop HP 15SFQ5078TU i5. Sở hữu dòng chip Intel thế hệ 12, sẵn sàng cân mọi tác vụ văn phòng và học tập, nhưng mà thiết kế lại cực kỳ tao nhã và thanh lịch với giá chỉ 17.190.000. Được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5-1235U cho phép người dùng hoàn thành công việc với hiệu suất cao nhưng vẫn tiết kiệm được năng lượng. Các đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics đáp ứng tốt nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh cơ bản trên Photoshop, IE hay Lightroom cũng như xem phim lướt web. RAM 8GB vừa đủ cho một chiếc máy văn phòng thể hiện khả năng đa tác vụ, nhưng nếu bạn cần nhu cầu cao hơn thì có thể nâng cấp lên đến 32GB. SSD 512GB cho bạn không gian lưu trữ khá thoải mái và tốc độ vận hành máy cũng diễn ra nhanh chóng. Khi mình trải nghiệm thì mình có bật song song các tab như là PowerPoint, tab nghe nhạc trên YouTube và một tab Facebook thì cũng không bị nặng nề hay giật lắc. Tốc độ vận hành cũng khá ổn nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng em này để làm việc đa nhiệm nha. Em máy thứ ba mà mình đem đến ngày hôm nay chính là em laptop HP Pavilion 15EG2056TU i5. Giữa muôn vàn những em laptop trung thành với màu trắng nè, màu đen và màu xám thì thiết kế của em HP Pavilion này có một cái màu vàng gold khá là đẹp mắt và bắt mắt. Thì những bạn nào mà thích cái sự tươi trẻ thì có thể tham khảo qua em này nha. Em này được trang bị bộ vi xử lý chip Intel Gen 12, sở hữu kiến trúc hybrid khi kết hợp với các lõi hiệu năng P-Core cùng với lõi tiết kiệm điện E-Core, giúp bạn làm việc thoải mái nhưng vẫn tiết kiệm được điện năng. Cùng với đó là CPU Intel Core i5 Alder Lake 1240B kết hợp với card đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics giúp giải quyết tốt các tác vụ cơ bản cũng như thiết kế đồ họa, giải trí hay văn phòng. SSD 512GB cho bạn không gian lưu trữ thoải mái. RAM 8GB không quá lớn nhưng vẫn đảm bảo bạn thực hiện các tác vụ mượt mà. Giữa muôn vàn em laptop trung thành với màu xám, đen hoặc trắng thì em này sở hữu một màu vàng gold khá sang chảnh và lạ mắt. Những bạn nào thích sự tươi trẻ có thể tham khảo qua em này nha. Em máy thứ tư thì có giá hơi nhỉnh một xíu nhưng mà lại sở hữu một cái hiệu năng khá là mạnh mẽ cùng với khả năng là mua một được hai, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Chính là em laptop HP Envy X360-13BF0095TU i5 với mức giá là 26.590.000. Sở hữu bộ vi xử lý Intel Core i5-1230U đi kèm cả tích hợp Intel Iris Xe cho hiệu năng ổn định, mạnh mẽ trong khi vẫn tối ưu được mức điện năng tiêu thụ. Dễ dàng cân trọn mọi tác vụ từ văn phòng với Word, Excel, PowerPoint cho đến sáng tạo trên các phần mềm đồ họa cơ bản hoặc là chiến một vài tựa game ở mức cấu hình trung bình. RAM 16GB nên khả năng truy xuất cũng nhanh hơn và việc đa tác vụ cũng trở nên mượt mà hơn hẳn. SSD 512GB nên bạn có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu cần thiết. Đặc biệt thì bản lề có thể gấp mở 360 độ nên dễ dàng chia sẻ nội dung khi làm việc nhóm cũng như biến em nó thành một chiếc máy tính bảng tiện lợi. Trọng lượng chỉ 1,31kg cùng độ dày là 16,1mm nên tính tiện dụng cao, không tốn quá nhiều không gian lưu trữ mà còn nhẹ nhàng trong việc di chuyển. Em máy cuối cùng có lẽ đã quá quen mặt với các anh em game thủ, trên em laptop HP Vitus 15FA0111TX i5 với mức giá khoảng 26.790.000. Được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5-12500H và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3050T 4GB, được thiết kế để cung cấp hiệu suất cao và khả năng xử lý đồ họa tốt nên có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn từ học tập, nghiên cứu tới thiết kế đồ họa và nhu cầu giải trí chơi game. RAM đôi 16GB giúp bạn làm các thao tác đa tác vụ được mượt mà hơn, tốc độ nhanh hơn và việc thiết kế hay render video cũng dễ dàng hơn nhiều. Ổ cứng SSD 512GB có tốc độ đọc và ghi dữ liệu nhanh, giúp laptop HP hoạt động trơn tru và mượt mà hơn, cải thiện hiệu suất, giảm thời gian chờ khi mở và chạy các chương trình nặng. Tấm nền IPS cùng tần số quét 144Hz cho bạn một trải nghiệm chơi game mượt mà với những pha combat máu lửa mà không sợ bị giật lắc. Nếu bạn là người có yêu cầu cao về hiệu năng thì mình recommend nên tham khảo thử qua em này nhé.
Ok, và đó là 5 em laptop mà mình muốn giới thiệu với mọi người trong video lần này. Về giá cả thì hẳn sẽ người thắc mắc là tại sao lại giảm sâu đến vậy. Thì hiện nay ở Thế Giới Di Động đang có chương trình giảm giá sâu cho laptop HP lên đến 5 triệu đồng và còn được kèm bảo hành 2 năm nữa. Vừa được mua laptop với giá ưu đãi, vừa được bảo hành lâu dài nữa thì ngại gì không ra ngay Thế Giới Di Động để sắm cho một em laptop hạnh phúc nào. Và đó là những gì mà muốn chia sẻ với mọi người trong video lần này. Hy vọng là các bạn cũng đã tìm ra cho mình một em laptop ưng ý rồi nha. Và đừng quên là Thế Giới Di Động đang có chương trình khuyến mãi cho laptop HP đó. Video này cũng đã kết thúc. Nếu thấy hay thì cho mình một like và subscribe để ủng hộ kênh Thế Giới Laptop nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.